Xin chào tất cả mọi người, mình là Thu Nghĩa Phạm. Việc chiếc đai nịt bụng latex của Concept Chuẩn đã giúp được rất nhiều chị em lấy lại được vòng hai như ý của mình. Vậy thì có một cái câu hỏi đặt ra, đó là đeo latex khi nào là hợp lý? Liệu trình để mang chiếc đai nịt bụng để giảm mỡ đạt được hiệu quả như mong muốn thì liệu trình phải trải qua từ 8 tới 10 tiếng mỗi ngày. Vậy thời điểm nào là thời điểm thích hợp nhất? Thời điểm mà thích hợp nhất để mang chiếc đai nịt bụng là khi là buổi sáng khi chúng ta thức dậy, bởi vì ở cái thời điểm này thì eo của bạn là thon gọn nhất. Siết eo theo cái form nhỏ nhất thì có phải là lựa chọn tuyệt vời nhất không ạ? Và Nghĩa có một số một lưu ý nhỏ là chúng ta nên mang trước khi ăn, trong khi ăn, nhưng mà tuyệt đối không được mang siết chiếc đai trong lúc chúng ta ăn no. Và quá trình mà 8 tới 10 tiếng, liệu trình từ 8 tới 10 tiếng thì phải mỗi ngày thì nên trải qua trong cái giai đoạn chúng ta sinh hoạt bình thường. Và chúng ta có thể kết hợp được ở những lúc như chúng ta tập thể dục, tập gym, tập yoga, chúng ta đều có thể kết hợp mà mang chiếc đai này bình thường. Bởi vì mọi người biết là nó vận động cực kỳ thoải mái, nên là chúng ta nên kết hợp những lúc chúng ta vận động như vậy. Và nếu như không phải trải qua quá trình hút mỡ bụng, bởi vì khi chúng ta hút mỡ bụng là phải mang 24/24, thì thời điểm lúc chúng ta ngủ không nên mang ghen nịt bụng, để cho cơ thể của chúng ta nghỉ ngơi, nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì để biết chi tiết vì sao, liệu trình thế nào phù hợp với mỗi người như thế nào, thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho Nghĩa hoặc gọi cho Nghĩa theo số điện thoại là 0933 766 533 để biết chi tiết hơn nhé. Xin chào tất cả mọi người.